Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Sau việc diện đồng loạt áo dài dự đám cưới kỳ duyên trịnh hội, các khách mời tới dự lễ cưới được khuyến khích mặc áo dài truyền thống. Lễ cưới của kỳ duyên trịnh hội và chú rể Phú Đạt đã chính thức diễn ra vào chiều mùng 5 tháng 10 tại Hà Nội với khoảng 800 khách mời. Không gian tiệc cưới được bài trí như một bức tranh làng quê Bắc Bộ sinh động với cầu tre, đầm sen, lúa nước, tỏ he. Vì thế, trong tiệc cưới trước đó, cô dâu, chú rể đã khuyến khích khách mời nữ mặc áo dài truyền thống, khách mời nam có thể mặc áo dài hoặc vest. Cô dâu kỳ duyên vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống màu trắng đồng điệu với trang phục của chú rể, được thiết kế dành riêng cho hôn lễ. Nguyễn Cao Kỳ Duyên quê gốc tại thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội, Việt Nam là một người Mỹ gốc Việt sinh ngày 30 tháng 6 năm 1965 tại Sài Gòn và là người dẫn chương trình của Paris V9 cùng với Nguyễn Ngọc Ngạn, đồng thời hành nghề luật sư. Cha cô là Nguyễn Cao Kỳ, từng làm Thủ tướng, Phó Tổng, Thống Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn cuối của chiến tranh Việt Nam. Gia đình di tản và định cư tại Hoa Kỳ từ năm 2004. Với chính sách hòa giải của chính quyền Việt Nam, cô và cha mẹ đã nhiều lần về thăm quê hương và tiếp xúc với người hâm mộ với tư cách là một nghệ sĩ, người dẫn chương trình nổi tiếng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Lúc mới sang Mỹ, gia đình cô sống tại Fairfax, Virginia và sau đó chuyển tới Huntington Beach, California. Tại đây cô theo học tại trường trung học Marion. Sau đó cô học ngành luật tại Đại học Western State, tốt nghiệp với tấm bằng loại danh dự. Cô học đàn piano từ 5 tuổi, trong độ tuổi 13 đến 19, cô còn học nhạc và lý thuyết âm nhạc, cũng như học luyện giọng. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của Kỳ Duyên là trong vai trò của một người dẫn chương trình tại cuộc thi Hoa hậu áo dài ở Long Beach, California. Năm 1984, đĩa hát đầu tiên của cô đã được Tùng Giang Studio ghi âm. Năm 1985, cô xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng như một ca sĩ tại Seattle, Washington, nhưng lần ghi hình đầu tiên là vào năm 1993 trong video của trung tâm Hollywood này. Nguyễn Cao Kỳ Duyên thường biểu diễn tại Las Vegas, California, Mỹ và Paris, Pháp. Nguyễn Cao Kỳ Duyên thời gian qua liên tục đăng đàn ẩn ý về việc đang có tình yêu đẹp sau thời gian cô đơn. Người dẫn chương trình sinh năm 1965 liên tục đăng bài bày tỏ sự hạnh phúc, lấp ló bóng hình của một người đàn ông. Điều khiến khán giả càng thêm đứng ngồi không yên là Kỳ Duyên vẫn quyết không công khai danh tính lẫn ngoại hình của đối phương. Mới đây, rạng sáng mùng 2 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Kỳ Duyên tiếp tục thả nhẹ vài bức ảnh chụp cùng bạn trai lên trang cá nhân. Lần này chỉ là ảnh chụp bóng lưng, dĩ nhiên cộng đồng mạng dù có dòm kỹ thế nào, soi cẩn thận ra sao cũng chẳng nhìn được mặt người đàn ông. Thế nhưng, những fan theo dõi Kỳ Duyên lâu năm thì lại nhanh chóng nhận ra đây là người vô cùng quen thuộc. Dưới phần bình luận, Trịnh Hội là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Kỳ Duyên và Trịnh Hội dính nghi vấn nối lại tình xưa suốt thời gian qua cũng vì loạt chi tiết đáng ngờ. Cách đây không lâu, dân mạng soi ra người đàn ông mà Kỳ Duyên tựa đầu tình tứ chính là chồng cũ của cô. Khán giả vô cùng phấn khích nếu chuyện cặp đôi tái hợp sau hơn một thập kỷ ly hôn là sự thật. Khi một fan đưa ra phỏng đoán người đàn ông là Trịnh Hội, Kỳ Duyên lại có câu trả lời như đồng ý, đoán vậy bà, mà chúng tùng lum đám đông còn lại thì phấn khích, chồng cũ không rủ, cũng tới, ôi tôi thích cặp Kỳ Duyên, Trịnh Hội lắm, mong cả hai tái hợp thật sự, rất mong Kỳ Duyên, Trịnh Hội yêu lại từ đầu, bóng dáng ấy thì còn ai ngoài Trịnh Hội được nữa, yêu cặp đôi này quá, anh chị đăng nhiều hình nữa nhé. Trịnh Hội kém Kỳ Duyên 5 tuổi, là một người dẫn chương trình, luật sư có tiếng tại Mỹ. Anh chàng đến với nữ MC khi cô đã trải qua một đời chồng, bất chấp hàng loạt lời dị nghị không hay. Năm 2004 họ kết hôn và dần chiếm được cảm tình từ khán giả. Thế nhưng, chỉ 4 năm sau cặp đôi quyết định đường ai nấy đi, Kỳ Duyên sau đó đến với David Duy Hân, Trịnh Hội tái hôn với Mai Thi. Vòng xoáy tình cảm lại trêu đùa họ một lần nữa khi cả hai đều lần lượt tan vỡ với người mới. Từ năm 2020 đến nay, hai người dính tin đồn tái hợp khi để lộ nhiều chi tiết đáng nghi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.